Ghét chú Lan.
lâu lâu á thì nhìn qua bên thiền sư đang ở thiền sư nam á, thiền sư nữ cắn mặt bên thiền sư đang thỉnh thoảng kêu hoài một cái trời ơi xấu hổ chứ chị được qua bên thiệt vời. Cảm ơn thank you.
chưa được rõ ràng mặt thật, chúng ta chưa được biết trong mà nó mồ chặt từ cái hơi thở tự nhiên, từ cái sự va chạm của hơi thở tự nhiên, người ta sẽ cảm giác ngay những cái bộ phận đó, người ta sẽ cảm giác toàn thân, có thể là không được toàn thân một cách nó mạnh mẽ, nhưng mà ít nhất từ bước một từng nhà nào một thì người ta nên trở thức được cái tâm mình. Vậy thì mình phải nắm được cái nguyên lý đó và có cái niềm tin đích thực vì sau đó chúng ta có thể làm cho các nhà khác. Vậy thì khi mình đã có niềm tin vào tâm này rồi thì chúng ta có thể không cần phải là ai hết, không cần phải là gì khác đến cả. Có niềm tin chắc chắn đến thực vào mình, tự tin như vậy, mình chỉ là bạn cứ như vậy thì thôi. Mình làm những việc mà vũ trụ sẽ biết, tự động sẽ phản chiếu một cách rõ ràng và tự tin mình. Thì mong rằng chúng ta sẽ liên tục giữ sự trưởng thành vì sự thành đạt của chính mình và phát triển khi sự thành đạt đó giúp ích được nhiều sự tiếp tục làm giảm đi những cái bất như ý những khổ đau bất hạnh của mình và tương tự như vậy mà sẽ tiếp tục làm hoàn ra để làm giảm đạt của thành đạt của những người xung quanh mình và giảm đi những cái khổ đau bất hạnh của những người xung quanh mình và chúng ta là vũ trụ của tự nhiên. Do vậy chúng ta hãy tiếp tục duy trì sự tiếp tục và bây giờ thì quý vị sẽ tới 6 giờ. Đêm nay là đêm cuối cùng ở chùa Hồng Pháp nên Thành tranh thủ quay đêm ở đây một chút xíu. Bây giờ là đêm 26 Tết ở chùa Hoàng Pháp. Hôm nay là ngày cuối của thiền. Bây giờ thiền một tiếng nữa là tạm biệt các tình yêu. Một, hai, ba. Thiền tinh xá tuệ, chúng con biết ơn Thầy. Dạ rồi, rất đẹp ạ. Dạ, con biết ơn cả nhà.
đây buổi buffet ăn sáng để chia tay mọi người. Biết ơn các anh chị thiện nguyện viên. Nhưng mà tình hình là bà mất tối. Đây, con quay này đang quay phim á. Những khuôn mặt thương yêu sắp phải chia xa. Không, chúng ta còn gặp lại. Tôi cầm chứ, cầm anh để quay chứ. Dạ, đang quay. Đây. Đó. Thấy chưa, mình phải có những bậc chính mà. Ồ. Oh. Dạ, cảm ơn. Mua sân rồi hả? Rồi, cảm ơn. Dạ, vui đây. Dạ, tham bà. Dạ, em ở Melbourne, cách tham bà khoảng 1 tiếng 45 phút. Bây giờ là giờ thực dưỡng sáng trước khi chia tay. Phần thực dưỡng của Mai đây. Đang quay phim mấy chị em mình đó. Đây, cái cây dừa có tên là gì? Không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Đây là cái biểu tượng cho thanh lọc thân tâm. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Dạ, cái cả danh sách. Dạ, đúng rồi. Thank you.
cháu trai mình là Thắc nè đến đón mình về. Tạm biệt chùa Hoằng Pháp. Tạm biệt ban tổ chức. Tạm biệt các bạn thân yêu. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.